bổ sung vào dòng sản phẩm Neo của mình một thiết bị tầm trung giá rẻ vào thị trường Việt Nam. Oppo Neo 7 với giá 3.990.000 vừa lên kệ vào ngày 30 tháng 10. Nổi bật với thiết kế đẹp, camera chất lượng cao, Neo 7 chắc chắn sẽ thu hút những người dùng trẻ yêu thích chụp hình và khuấy động thị trường di động phân khúc 4 triệu. Hôm nay mình sẽ mở hộp và đánh giá nhanh sản phẩm này. Oppo Neo 7 được đóng gói rất đẹp mắt và cẩn thận với hộp bìa cứng hình chữ nhật. Bao quanh vỏ hộp là lớp bìa màu vàng nhạt, có in màu sản phẩm ở mặt chính. Mặt dưới có in các thông tin về sản phẩm, mã email, tem của nhà phân phối. Chút bỏ lớp vỏ bìa là vỏ hộp màu trắng tinh với logo Oppo màu bạc rất nổi bật. Bên trong hộp ngoài thân máy, phụ kiện đi kèm gồm có sạc, cáp, tai nghe và sách hướng dẫn sử dụng. Khá là đầy đủ. Neo 7 mình đang cầm trên tay đây là phiên bản màu trắng với viền màu vàng đồng, gam màu đang rất được ưu chuộng hiện nay. Và đúng như slogan của hãng về Neo 7, Rise and Shine, sang và sáng, Oppo đã rất khéo léo khi thiết kế cho Neo 7 một viền nhựa, mạ giả kim loại rất thật, cộng với mặt nắp lưng có thể tháo rời, làm bằng nhựa bóng giả kính. Nếu không mần mò kỹ và tháo rời nắp lưng thì rất dễ bị đánh lừa bởi thị giác. Mặt trước của Neo 7 được bảo vệ bởi lớp kính cường lực bóng 7, cộng với việc cầm trải nghiệm trên tay khá nặng, nên Neo 7 cho cảm giác chắc chắn, đầm tay như đang cầm trên tay một chiếc điện thoại viền kim loại. Hai mặt làm bằng kính cường lực thật sự, chứ không hề nhẹ bẫng, ọp ẹp như các sản phẩm vỏ nhựa khác. Hơn nữa, mình rất thích sự kết hợp màu sắc khéo léo giữa nhựa bóng trắng giả kính với khung viền màu vàng đồng sang trọng. Oppo Neo 7 thực sự nổi bật, đẹp, sang, sáng và trang nhã. Ở mặt trước ta vẫn có cụm camera selfie, loa thoại, cảm biến và bộ ba phím điều hướng ở phía dưới. Mặt sau bằng nhựa bóng đã được hãng dán sẵn miếng dán bảo vệ. Góc trên bên trái là camera chính, đèn flash, ở giữa là logo Oppo màu bạc sáng. Loa ngoài được bố trí ở góc trái phía dưới, điều này có thể làm giảm chất lượng âm thanh loa ngoài nếu như đặt thiết bị trên một mặt phẳng. Nắp lưng này có thể tháo rời, bên trong là khe cắm 2 SIM, thẻ nhớ và viên pin không thể thay thế. Khung viền phải là nơi đặt phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng ở cạnh trái, cạnh dưới là mic phụ thu âm, cổng sạc micro USB, jack cắm tai nghe ở cạnh trên. Các chi tiết ở khung viền được gia công tròn trịa, sắc nét, phím cứng vật lý cũng được thiết kế rất thanh mảnh. Nhìn chung chưa đi sâu vào những tính năng khác, nhưng Neo 7 thực sự nổi bật với vẻ ngoài đẹp và sang. Màn hình của máy được phủ một lớp kính cường lực sáng bóng. Kích thước màn hình cũng được nâng lên 5 inch, máy sở hữu màn hình TFT, độ phân giải chuẩn QHD 960x540 pixel cho chế độ hiển thị khá tốt, hình ảnh rõ nét, màu sắc sống động, không quá nổi bật nhưng ở mức chấp nhận được. Về cấu hình, tại thị trường Việt Nam, Oppo Neo 7 được trang bị vi xử lý 4x, MediaTek MT6582, xung nhịp 1.3GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 16GB và có hỗ trợ mở rộng bằng thử nhớ ngoài. Máy cài sẵn phiên bản Color OS 2.1 trên nền tảng Android 5.1 Lollipop cho trải nghiệm mượt mà và dễ sử dụng. Neo 7 còn hỗ trợ 2 SIM 2 sóng cùng viên pin dung lượng 2420mAh. Tuy không đầu tư vào cấu hình, hãng lại tập trung vào thiết kế và máy ảnh cho Neo 7, nên Oppo Neo 7 sở hữu camera chính độ phân giải 8MP, cảm biến kích thước 1:4 inch cho khẩu độ khá lớn f2.0, camera trước chuyên selfie 5MP, góc rộng với khẩu độ f2.4, giao diện làm đẹp gương mặt dễ sử dụng, chắc chắn sẽ cho bạn những bức ảnh đẹp. Với những thông số như vậy, chắc chắn Neo 7 sẽ không phù hợp với những bạn thích sở hữu một thiết bị cấu hình phần cứng khủng, pin trâu, nhưng lại là một sự lựa chọn tốt dành cho nhóm đối tượng muốn sở hữu một chiếc smartphone trải nghiệm đơn giản, thiết kế đẹp, sang trọng và camera chụp ảnh đẹp. Oppo Neo 7 hiện đang được bán tại Di động Thông minh với giá 3.990.000 với cực kỳ nhiều quà tặng hấp dẫn như tặng SIM 3G MobiFone, tặng phiếu giá màn hình 1 năm miễn phí. Đặc biệt, được tặng thẻ nhớ 8GB, gậy chụp ảnh tự sướng, pin dự phòng Samsung cao cấp và một bút cảm ứng stylus. Các bạn có thể trực tiếp qua trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!